mình sẽ lấy một chút màu hồng hoặc màu đỏ mình pha với màu cam ạ. Khi mình tạo được màu cam như thế này rồi ạ, mình sẽ tiếp tục ạ. Vẽ lên ô số 3. Mình cũng vuốt từ trái qua phải. Nếu ở đây mình vuốt mà khô quá thì bạn giống thêm một xíu nước thôi nhé. Hòa cho màu đậm và màu nhạt nó lại tiếp tục hòa vào với nhau. Đó. Thì như vậy là các bạn đã có cái sự chuyển độ đậm nhạt của cái tông màu từ gì ạ? Từ trắng, vàng, cam hoặc là hơi ánh hồng hồng thì cũng được. Và cuối cùng là đến màu đỏ. Các bạn lại tiếp tục ạ. Nhúng một chút nước ạ để cho cái màu đỏ nó hòa vào. Đều đó, lấy một chút xíu thôi. Được chưa? Sau đó thì các bạn sẽ tô lên. Đây các bạn thấy không? Có vón cục à? Các bạn sẽ bỏ đi ạ. Để các bạn hòa cho nó đều nhé. Đã thấy là bắt đầu nó sâu hơn chưa ạ? Thì chúng mình sẽ có cái bầu trời từ gì ạ? Từ đậm sang nhạt. Và bao giờ chúng mình làm, chúng mình sẽ làm từ nhạt đến đậm. Khi mà các bạn làm từ nhạt đến đậm ấy, thì nó sẽ dễ hơn là làm từ đậm đến nhạt. Bởi vì là lỡ mà có dính vào màu nhạt một chút xíu thì vẫn có thể dễ sửa hơn là các bạn dùng màu đậm. Tiếp theo là bây giờ đến cái phần mặt nước. Mặt nước thì khi mà cái ánh chiều nó chiều ánh hoàng hôn nó rũ xuống mặt nước thì nó sẽ có sự phản quang ngược lại. Ở đây mình sẽ sử dụng cũng vẫn với cái tông màu này nhưng mà mình sẽ làm ngược lại. Đầu tiên mình sẽ lấy màu vàng đúng không ạ, chia làm 4 phần bằng nhau nhá. Đó, mình sẽ chia điểm ở giữa trước này. Mình sẽ làm tương tự với ở trên nhưng bắt đầu là mình sẽ sử dụng màu trắng đầu tiên ạ. Nhớ là khô cái màu trắng này rất nhiều bạn làm là thường gì ạ, là không có phủ hết cái màu trắng mà vẫn bị sót cái màu trắng ở giấy. Thì khi mà chúng mình vẽ tranh ấy, chúng mình hạn chế cái việc là để cái màu trắng nó vẫn sót ở cái phần giấy nhá các bạn nhé. Cố gắng là các bạn sẽ dùng hết cái màu trắng nó phủ kín giấy, như thế thì cái tranh bao giờ nhìn nó cũng đẹp hơn là chúng mình sử dụng cái màu trắng của giấy. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến luôn cái phần đó là màu vàng. Và chúng mình cũng sẽ lấy một chút nước hòa cho màu trắng đấy. Mình lấy nhiều nước quá hơi chảy. Nhớ là khi hòa màu trắng với màu vàng các bạn chỉ di lại ở cái vị trí đó thôi, chứ đừng di cao quá, đừng di thấp quá nhé. Chỉ di đúng cái vị trí giáp ranh giữa màu vàng và màu trắng. Hay là đến cái phần màu cam cũng vậy, được chưa? Màu cam cũng chỉ di cái phần giáp ranh giữa cái màu cam và màu vàng thôi ạ. Chứ chúng ta không có di hết đến cái phần màu vàng hay là di sang cái phần màu cam, màu đỏ nhé. Đây, cái phần giáp ranh đúng không ạ? Lấy một xíu nước thôi ạ. Có thể quẹt bớt đi. Sau đó thì di lại ở cái vị trí này được. Để cái màu vàng và màu cam nó hòa nhẹ nhàng vào nhau là được ạ. Đó. Đừng di sâu xuống đây, cô vẫn để một nửa màu vàng. Mình vẫn để một nửa màu vàng. Và cuối cùng là đến màu đỏ. Đấy, màu đỏ hơi khô đúng không ạ? Mình lại tiếp tục cho một chút nước vào nhé. Khi mà các bạn di, các bạn sẽ cảm nhận cái màu khô và màu chưa khô bằng cách là nếu như màu khô ấy thì các bạn sẽ để ý là cái giấy của mình nó có cái vết xước. Còn nếu như mà các bạn tô màu mà các bạn thấy màu ấy, nó hòa vào với phần giấy thì tức là màu nó mình đã giữ được cái độ ẩm vừa phải. Nó không khô quá mà cũng không gì ướt quá. Bởi vì nếu mà ướt quá thì mình không vẽ được, nó sẽ bị chảy. Đó. Như vậy là chúng mình đã có đậm nhạt từ trên xuống dưới. Và cuối cùng nó là cái phần là núi ở xa. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái bút nhỏ nhé. Đây, bút nhỏ đây ạ. Bút nhỏ hơn một chút. Mình sẽ phối màu đen. Màu đen nếu mà đây mình đã bắt đầu thấy nó hơi xước trên mặt giấy chứ là nó hơi khô, mình lại phải hòa thêm một chút nước. Các
Bạn cố gắng là cũng đừng hòa nhiều nước quá. Lấy một chút nước nữa. Nếu đến cái phần nhỏ thì các bạn có thể sử dụng bút nhỏ hơn nữa. Bây giờ nếu như các bạn mà muốn cho cái bóng nó hắt xuống dưới á, mình có thể sử dụng cái màu màu đen nó hắt xuống dưới một chút xíu cho nó nhìn nó dễ chịu nhé. Đây. Mình vẽ ngược lại á. Trong trường hợp đó. Ở dưới thì mình có thể là vẽ dùng luôn màu đen cũng được, nhưng mà ở đây mình muốn nó, mình đang học về chuyển độ đậm nhạt cho nên là mình sẽ cộng thêm một chút màu trắng, một tí xíu màu trắng vào cái màu đen nhé, để cho nó thành cái màu ghi đậm. Sau đó thì mình sẽ tô từ từ xuống cái phần mặt nước thì nó tạo được cái phần bóng. Được chưa? Và tiếp theo thì mình cũng sẽ rửa bút và mình tạo cho cái bức tranh của mình bằng việc là mình sẽ lấy màu trắng. Các bạn rửa bút sạch nhé, bởi vì khi mà các bạn bút của các bạn dính màu đen ấy thì nó rất là dễ chuyển sang màu ghi. Bạn rửa bút sạch đi, lau khô vào khăn. Sau đó tạo một cái phần mặt nước ạ. Đó. Nhìn nó dễ chịu hơn chưa? Chút. Bạn phải nhẹ dưới mặt nước nhé, còn phía trên thì không cần nha. Đó. Và đến gần ở dưới dưới các bạn lại rửa bút mất ạ, bạn lấy màu đen. Ở đây mình dùng cái bút quạt này này. Đó. Bút quạt size nhỏ nhất này. Đó. Nhớ nhé. Các bạn đặt nó mềm ra. Bạn hất này. Hất từ dưới lên trên, không ai hất từ trên xuống dưới nhé. Đó. Các bạn sẽ làm cỏ. Các bạn chú ý là đừng có tô kín nhá. Lấy cái bút quạt. Sau đó thì là di nó nhẹ nhàng trên mặt giấy thôi ạ. Đó. Ở bên các bạn có thể cho bên cao bên thấp nhá. Ở đây thì mình sẽ xác định là mình muốn là cái bên phải của mình sẽ cao hơn thì mình sẽ đẩy cho cái bên phải mình nó cao hơn. Đó, thấy không? Thì nó sẽ được cái phần gì ạ? Phần cỏ ở dưới. Nhìn nó rất là tự nhiên. Sau đó thì các bạn có thể dùng cái bút tỉa này ạ. Đó. Bút tỉa các bạn nhúng một chút nước. Đó. Bạn tỉa thêm một chút nữa. Cái này thì chỉ tỉa vài cọng thôi để cho cái cỏ của mình nó tự nhiên hơn. Đó. Nhớ là khi tỉa cỏ, tỉa cành, tỉa cây bao giờ mình cũng tỉa từ dưới tỉa lên nhé, chứ không ai tỉa từ trên tỉa xuống nhé. Đó. Được chưa? Thì đó là cái phần, và mình nếu như bạn nào mà có thể tinh tế hơn có thể tạo một chút ánh sáng bằng việc lấy thêm một chút màu trắng nữa. Ừ. Ánh sáng một màu trắng thì các bạn dùng ít thôi để gọi là tạo cái ánh sáng phản quang thôi. Ừ. Le lói ở trong cái khóm cỏ đen này, khi mà ánh hoàng hôn nó rủ xuống thì nhìn cái bức tranh nó sẽ sinh động hơn. Le lói vậy thôi. Được chưa? Và bây giờ thì đến cái phần, có một cái phần đấy. Các bạn lấy cái bút to ấy, hoặc bút nào xấu xấu, hoặc các bạn có thể dùng giấy ăn bò lại cũng được. Ở đây mình sẽ dùng cái bút này, để chọn bút to. Các bạn lấy cái bút màu khô màu trắng nhé. Ừ. Gọi chấm một chút mây cho nó dễ chịu nhé. Đây bạn nhìn ạ, mình chỉ chấm thôi ạ. Nhưng mà lấy ít màu lắm. Bạn nào lấy nhiều màu nó không ra đâu nhé. Ừ. Lấy ít màu ạ, nhẹ nhẹ trên gì ạ, nhẹ trên cái mặt giấy của mình này. Nhớ là khi chấm này mình chấm so le nhé, đám bên trái đám bên phải, mình nhớ đám to đám nhỏ nhé. Ở xa này mình chấm đám rất là nhỏ và mờ. Ừ, được chưa? Còn ở trên cao thì mình chấm mây nó đậm hơn một chút xíu, đúng không ạ? Đấy. Thì tự nhiên là cái tranh nó sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Đó.
Và nếu như bạn nào mà có thể tinh tế hơn một chút xíu nữa thì có thể dùng là gì ạ? Vẽ thêm một vài cái con chim. Được chưa? Đây. Nếu mà bạn thích thì có thể cho một chút cái mây nó nhẹ nhẹ dưới mặt nước như này. Nhưng mà ở dưới nước thì bạn có thể cho nó nhẹ hơn bằng việc làm nó mờ hơn nhé. Ở nước làm nó mờ thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chim thì có hai cách. Một là các bạn có thể dùng bút tỉa. Đã, bút tỉa này. Lấy màu đen. Bạn vẽ chim nhé. Đây. Đó. Đó. Có thể tạo một vài con chim nhỏ xíu thôi ạ. Cách thứ hai thì các bạn cũng có thể dùng cho cô một cái tăm bông. Bạn dùng tăm bông các bạn vẽ cũng được. Đó. Thì cái tăm bông các bạn lựa cái tăm bông nó nhỏ nhỏ thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái bức tranh của mình và các bạn có thể gì ạ? Bóc. Đến cái phần bóc này các bạn cũng chú ý nhé. Nếu mà màu các bạn khô rồi các bạn hãy bóc nhé. Ở đây thì mình đã làm cho cái giấy của mình nó khô rồi thì mình sẽ bóc. Bạn bóc nhẹ này. Đó. Trên cái khổ giấy thì nó sẽ không sao. Còn nếu giấy các bạn ướt thì các bạn đừng bóc nhé. Bởi vì nếu giấy ướt thì nó sẽ làm sao ạ? Sẽ bị rách ạ. Mình sẽ bóc ra. Được cái bức tranh đó. Rất là đơn giản cho những cái bạn mới nhập môn vẽ.